Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Danh hài Nhật Cường cập nhật tình hình sức khỏe của MC Việt Thảo. Vợ cũ Bằng Kiều và nam danh hài Nhật Cường đã lên tiếng đính chính thông tin MC Việt Thảo bị đột quỵ. Giữa tin đồn MC hải ngoại Việt Thảo bị đột quỵ, thì vợ cũ Bằng Kiều và nam danh hài Nhật Cường đã lên tiếng đính chính sự việc trên trang cá nhân. Theo trên trang cá nhân của mình, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Chi Di Vương Chinh đã lên tiếng đính chính thông tin việc có tin đồn MC Việt Thảo của trung tâm Vân Sơn bị đột quỵ tại Mỹ. Vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ, sáng nay sau khi có vài người nhắn tin báo cho biết là anh Việt Thảo vừa bị đột quỵ và hiện đang nằm ở trong ICU, thì mình đã liên lạc trực tiếp với bà xã của anh Việt Thảo là ca sĩ Lan Anh. Sáng nay khi trao đổi với Lan Anh trên điện thoại thì được biết anh Việt Thảo hiện đang làm việc ở xa và gia đình chưa liên lạc được. Cách đây vài phút, Lan Anh đã nhắn tin cho mình biết là tình trạng sức khỏe của anh Việt Thảo vẫn ổn. Nghe xong thở phào nhẹ nhõm vì không thể nhận thêm một tin dữ nào nữa trong lúc này. Thay mặt cho Lan Anh, xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người đã dành cho anh Việt Thảo. Cầu xin sự bình an đến cho tất cả những người tôi yêu quý và những người tôi mến yêu, gia đình, bạn bè cũng như khán giả. Ngoài ca sĩ Chi Di Vương Chinh thì Nhật Cường cũng bức xúc khi trên mạng có nhiều thông tin cho rằng MC Việt Thảo đang nguy kịch do đột quỵ. Nam danh hài chia sẻ, đọc báo và mạng xã hội thấy MC Việt Thảo gặp chứng bệnh đột quỵ gây vỡ mạch máu não, đang ở bệnh viện điều trị. Mình hết hồn, điện hỏi thăm bạn bè và những người thân của anh thì biết được chỉ là tin giả, sợ thiệt, miệng đời và anh hùng bàn phím. Thông báo cả nhà, anh Việt Thảo vẫn khỏe, mong mọi người đừng quá lo lắng nhé, chỉ là tin giả. Thông qua những lời chia sẻ của nam danh hài Nhật Cường và ca sĩ Chi Di Vương Chinh, khán giả có thể yên tâm về sức khỏe của MC Việt Thảo ở thời điểm hiện tại. Chi Bu gây sốc vì phong cách thời trang khó hiểu, khoe chọn vẻ quyến rũ với vòng eo con kiến. Phong cách thời trang ngày càng táo bạo của Chi Bu đã khiến nhiều người không khỏi xôn xao. Mới đây, Chi Bu đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi diện một bộ trang phục độc và lạ. Bộ trang phục đã khoe chọn vòng một cũng như những đường cong quyến rũ trên người nữ ca sĩ. Chi Bu là một nghệ sĩ đã gắn bó nhiều năm với khán giả Việt. Tuy liên tục thay đổi phong cách, nhưng những lần gần đây, cô này mang đến rất nhiều ý kiến trái chiều. Độ táo bạo và hở của nữ ca sĩ ngày càng tăng level, đạt đến độ khiến dân tình đỏ mặt. Nhiều khán giả còn cho rằng cô đang cố gắng học tập gu thời trang táo bạo của Ngọc Trinh. Chi Bu từng là một trong những hot girl đời đầu, được khán giả yêu thích bởi vẻ ngoài dễ thương và trong sáng. Tuy nhiên, từ khi chuyển sang làm ca sĩ, giọng ca Anh Ơi Ở Lại đã khiến công chúng phải bất ngờ trước những màn lên đồ sành điệu, có khi là độc lạ của mình. Cận cảnh nhan sắc thí sinh bị tố mua giải ở Đại sứ Hoàng Mỹ 2020. Câu chuyện bị tố mua giải của thí sinh Trương Đài, Tim Minh Tú đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thời gian gần đây, chương trình Đại sứ Hoàng Mỹ 2020 đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tất 8 người đẹp trong cuộc thi đã chính thức lộ diện và tất nhiên những gương mặt nặng ký giành ngôi vị quán quân cũng đã được nhắc đến. Bất ngờ, bị nhiều tài khoản mạng tố mua giải tại chương trình, thí sinh Trương Đài, Tim Minh Tú liệu có xứng đáng với chiến thắng? Sau những vòng thi hết sức gay cứng, top 8 người đẹp chuyển giới bước chân vào bán kết đã được gọi tên. Tuy nhiên, trên fanpage của chương trình, một bình luận cho rằng học trò Minh Tú đã mua giải. Cô nàng được nhắc đến là Phùng Trương Trương Đài, được xem là một thí sinh mạnh của đội Minh Tú. Người đẹp chuyển giới được nhận xét có nét giống Hoa hậu Hoàng Vũ 2017. Trương Đài cao 1m71, số đo 3 vòng là 90, 62, 91. Trước đó, Trương Đài sống ở Mỹ nhưng rất muốn tham gia chương trình. Vấn đề dịch Covid-19 nên cô nàng phải cách ly 14 ngày và buộc phải cách tin online, sau đó vào top 55. Nhưng một số nguồn tin khác lại nói người đẹp chuyển giới được tuyển thẳng mà không phải cách tin. Tuy có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến chiến thắng của Trương Đài, nhưng cũng có nhận xét cô nàng xứng đáng với vị trí top 8 hiện tại. Từ khi đăng ký tham gia cuộc thi, Trương Đài cho thấy sự ổn định của mình qua mỗi vòng và được ban giám khảo khen ngợi. Chưa dừng lại ở đó, ở cô nàng còn có nụ cười tươi xinh, dáng đi cách quốc tự tin và điểm mạnh là trình độ nói tiếng Anh lưu loát, khả năng ngoại ngữ tốt, hứa hẹn một vị trí cao tại các cuộc thi nhan sắc
nhất là những cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Có cả ngoại hình, nhan sắc và trình độ ngoại ngữ, chuyên đài được nhận xét xứng đáng có mặt trong top 8. Dù có nhiều lùm xùm xoay quanh, nhưng người đẹp chuyển giới vẫn cố làm hết sức phần thi của mình trong thời gian tới. Hoài Linh bảnh bao, tươi rói trên thảm đỏ sau nhiều biến cố, thấy anh bốn cười là yên lòng rồi. Trên thảm đỏ sự kiện lễ trao giải Mai Vàng diễn ra vào tối 14 tháng 1, nghệ sĩ Hoài Linh diện trang phục lịch lãm, trẻ trung và đặc biệt là thần thái tươi rói đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Tối ngày 14 tháng 1, tại lễ trao giải Mai Vàng 2021 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Hoài Linh khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trên thảm đỏ. Tại sự kiện, anh bốn diện vest tối màu cùng kiểu tóc mới trông trẻ trung hơn trước. Đây là lần hiếm hoi mà nam danh hài xuất hiện trong một sự kiện chính thức, bởi trong vài năm gần đây, Hoài Linh chủ yếu dành thời gian ở đền thờ tổ nghề. Tiết lộ về lý do muốn tham gia lễ trao giải Mai Vàng 2021, Hoài Linh chia sẻ: sau một thời gian tôi vắng bóng, mọi người cũng đang rất quan tâm, không biết sức khỏe của tôi thế nào. Hôm nay trước nhất là đến tham dự lễ trao giải Mai Vàng, sau nữa là muốn gặp khán giả của mình và khán giả truyền hình để mọi người biết Hoài Linh vẫn ổn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Tại lễ trao giải, Hoài Linh được đề cử ở hạng mục diễn viên hài cùng với các nghệ sĩ khác như Huỳnh Lập, Lâm Vĩ Dạ và Trường Giang. Anh cạnh tranh giải thưởng này nhờ vai ông xui trong vở kịch Áo Cưới Trước Cổng Chùa. Bên cạnh đó, Hoài Linh cùng MC Đại Nghĩa là hai nghệ sĩ được nhận giải ở hạng mục Nghệ sĩ vì cộng đồng. Đây là giải thưởng mới trong lễ trao giải năm nay nhằm vinh danh những cống hiến của nghệ sĩ Việt với các hoạt động từ thiện. Những năm gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh ít khi xuất hiện trước truyền hình và các sự kiện giải trí. Thay vào đó, anh lui về trong nơm, đền thờ tổ nghề sân khấu. Nam nghệ sĩ vừa trải qua những cú sốc lớn về tinh thần khi liên tiếp phải chứng kiến sự ra đi của những người thân thiết, người đồng nghiệp chí tài và một người dì ruột được anh yêu thương như mẹ. Cũng vì những cú sốc tinh thần lớn ấy mà Hoài Linh trông tiều tụy, gương mặt hốc hác thông qua những hình ảnh được chia sẻ trên livestream gần đây. Và những nỗi lo của khán giả về sức khỏe của Hoài Linh đã phần nào tan biến khi anh tới tham dự lễ trao giải Mai Vàng với một hình ảnh tươi tắn, trẻ trung. Lệ Quyên khoe cận cảnh biệt thự mới tậu, ẩn ý về tổ ấm sau này với Tình Tinh Đồn. Trên trang cá nhân, Lệ Quyên hào hứng khoe cận cảnh căn nhà rộng rãi vừa chính thức hoàn thiện. Từ sau khi ly hôn ông xã Đức Huy, cuộc sống của nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và cư dân mạng. Bên cạnh những nghi vấn về mối quan hệ với nam người mẫu trẻ Lâm Bảo Châu, thì Lệ Quyên còn thường xuyên khiến dân tình xuất xoa, trầm trồ trước độ giàu có của mình. Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên tiếp tục thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải hình ảnh khoe cận cảnh căn biệt thự mới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong chú thích được Lệ Quyên đính kèm, nữ ca sĩ đã dùng lại biểu tượng về cặp đôi trai gái và trái tim. Điều này khiến nhiều người cho rằng cô đang ẩn ý về việc căn nhà chính là tổ ấm sau này của cô với tình trẻ tinh đồn Lâm Bảo Châu. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên thả thính nhau trên mạng xã hội cũng như công khai xuất hiện cạnh nhau trong các sự kiện mà có những cử chỉ thân mật. Được biết, ngôi nhà này được Lệ Quyên tậu cách đây không lâu sau khi cô ly hôn với danh nhân Đức Huy. Nữ hoàng phòng trà từng hạnh phúc chia sẻ đây là thành quả sau nhiều năm lao động chăm chỉ của cô trong lĩnh vực nghệ thuật. Ngay khi Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh nhà mới, nhiều bạn bè thân thiết, đặc biệt là ca sĩ Hồng Nhung đã gửi lời chúc mừng, chia vui đến nữ hoàng phòng trà. Không chỉ tậu nhà mới sau ly hôn, mà vừa qua Lệ Quyên còn khiến khán giả không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ khi kết nạp thêm một em xế hợp tiền tỷ cho bản thân. Được biết, chiếc xế hợp mà Lệ Quyên mới mua này là dòng xe mới nhất của Audi, hãng xe hàng đầu trên thế giới, và nữ hoàng phòng trà cũng chính là người đầu tiên sở hữu siêu phẩm này khi có mặt lần đầu tại Việt Nam. Hết khoe cơ ngơi xịn, Lệ Quyên tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi tạo xế hợp tiền tỷ. Nữ ca sĩ còn tiết lộ đây chính là chiếc xe đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Cách đây không lâu, Lệ Quyên từng lên tiếng thừa nhận cô đang hạnh phúc với tình mới nhưng sẽ không công khai người yêu để giữ sự riêng tư cho đối phương. Được Đông Nhi mừng sinh nhật, ông Cao Thắng trách bị lừa cả ngày. Ông Cao Thắng ra được vợ mình là Đông Nhi tổ chức sinh nhật tuổi 35 bất ngờ tại công ty cùng dàn gà cưng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ông Cao Thắng đã đăng tải những tấm hình khi được Đông Nhi và dàn gà cưng Hansara
nhóm Unify, Lippy tổ chức sinh nhật bất ngờ cho nam ca sĩ. Hôm nay, ngày 13 tháng 1, cũng là sinh nhật 35 tuổi của ông Cao Thắng. Trong dịp đặc biệt này, Đông Nhi đã ủ mưu cùng gà cưng như nhóm nhạc Unify, Lippy, Hansara tổ chức sinh nhật bất ngờ cho chồng mình. Trên trang cá nhân, giọng ca Ước Ao Một Mình Tôi không giấu khỏi sự xúc động khi được vợ mình giấu giếm khi làm tiệc sinh nhật bất ngờ. Nam ca sĩ chia sẻ, sinh nhật bất ngờ, tuyệt vời nhất, thứ 35 nồi bánh trưng qua, bị mẹ Winnie lừa cả ngày không biết gì, cả công ty lừa suốt một tuần, cảm ơn gia đình lớn của anh. Vừa qua, Đông Nhi đã đốn tim cả khán giả và dàn sao Việt khi chia sẻ là ảnh bé Winnie siêu đáng yêu, vừa tròn 2 tháng tuổi. Và lời chia sẻ, hết sức dễ thương dành cho con gái mình. Nữ ca sĩ viết, niềm vui của mẹ là mỗi ngày gắn nơ cho Winnie á, cô chú ơi. Winnie ông 2 tháng rưỡi, chúc cô chú tối thứ hai vui vẻ ạ. Bức ảnh của con gái Đông Nhi và ông Cao Thắng đã nhận về 5,4 ngàn lượt bình luận từ cư dân mạng. Phần lớn khán giả của nữ ca sĩ đều khen ngợi ngoại hình đáng yêu của công chúa nhỏ Winnie. Sau thời gian dài ở nhà làm mẹ bỉm sữa, khán giả đang mong chờ một ngày sớm nhất, Đông Nhi sẽ trở lại với đường đua V-pop để gửi tặng khán giả những MV chất lượng nhất